Chào mừng các em đến với kênh Khải Liêm. Trong bài giảng hôm nay, xin dẫn các em toán lớp 4 sách kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm cảm thấy dễ hiểu, các em sẽ không thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ tiếp bài số 8, góc nhọn, góc từ, góc bẹt. Hôm nay mình sẽ làm bài tập của tiết số 3. Như vậy là hôm trước mình sẽ học tiết 1, tiết 2 rồi. Em nào chưa xem tiết 1, tiết 2 thì các em có thể vào kênh Khải Liêm. Các em sẽ vào danh sách phát toán lớp 4 kết nối tri thức của em xem. Và hôm nay mình sẽ học tiết số 3, trang 29 đến trang 30. Bài luyện tập câu số 1. Người ta nói là mỗi cái quạt xòe da sẽ tạo thành một góc. Bạn Nga đếm số góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt và tạo biểu đồ như hình vẽ. Nhưng bạn ấy đã nhầm một cột, hỏi cột đó là cột nào? Vì mình sẽ quan sát cái quạt này sẽ xòe da tạo thành một góc. Bạn Nga sẽ đếm số góc nhọn, góc tù vuông, góc tù, góc bẹt. Giờ sau đó tạo biểu đồ như hình vẽ. Như vậy bạn đó nhầm cột nào? Mình quan sát hình chứ. Thì mình thấy là cái quạt xòe như vậy sẽ tạo thành một góc bẹt, đúng không? Góc bẹt sẽ là bằng hai góc vuông. Như vậy hình đây chính là góc bẹt. Tiếp theo cái hình quạt này sẽ là góc góc vuông, đúng không? Giờ cái hình quạt này sẽ là góc góc bẹt luôn, góc bẹt sẽ bằng hai góc vuông, đúng này. Còn cái quạt này thì mình thấy sẽ tạo thành góc gì? Chính là góc tù. Góc tù sẽ lớn hơn góc vuông một chút, đúng này. Đây sẽ là góc tù. Giờ cái quạt này chính là góc nhọn sẽ gõ nhỏ hơn góc vuông, đúng không? Giờ tiếp theo phía dưới này, cái quạt này sẽ tạo thành góc tù vì lớn hơn góc vuông, nhỏ hơn góc bẹt. Cái quạt này cũng sẽ là tạo thành một góc góc tù. Quẹt này sẽ tạo thành góc nhọn. Và cái quẹt cuối cùng sẽ tạo thành góc bẹt. Như vậy mình thấy là có tất cả là bao nhiêu góc nhọn? Mình thấy sẽ có hai góc nhọn, đúng không? Mấy góc vuông? Chỉ có một góc vuông. Bao nhiêu góc tù? Mình thấy là có ba góc tù, 1, 2, 3. Bao nhiêu góc bẹt? 1, 2, 3 góc bẹt, đúng không? Như vậy câu này các em trả lời như sau. Ta thấy có hai góc nhỏ. Ba góc tù. Đúng nè. Góc nhọn, góc vuông, mình sẽ để thấy góc vuông thì mình thấy là có một góc vuông. Một góc vuông. Ba góc tù và ba góc bẹt. Giờ mình quan sát biểu đồ, như vậy là mình thấy là góc nhọn hai cái, đúng rồi. Góc vuông có một cái, chỉ để hai dấu chấm như là sai, đúng không? Góc tù 3, góc bẹt 3, đúng. Như vậy chỉ có góc vuông là nhầm thôi. Nhưng mà kết luận vậy bạn nghe nhầm cột góc vuông. Dạ, như là mình xong câu số 1. Câu số 1 kèm hiểu bài, cái xong hết video hay bị kèm hiểu bài. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Câu số 2 người ta nói hình bên có bao nhiêu góc nhọn, bao nhiêu góc
vuông bao nhiêu góc tròn mình sẽ điền số vào dấu chấm hỏi. Mình sẽ quan sát hình xem có bao nhiêu góc nhọn chứ nha. Mình thấy ở đây là một góc nhọn đỉnh B cạnh PA, PH. Góc nhọn đỉnh A bên đây cạnh AP, AH. Góc nhọn đỉnh A bên đây cạnh AH, AC. Như mình thấy là góc nhọn bên đây sẽ là góc nhọn đỉnh C cạnh CA, CH. Mình thấy có tất cả là 1, 2, 3, 4 góc nhọn. Đúng không? Như ở đây mình sẽ để số 4 nha. Có bao nhiêu góc vuông mình quan sát hình? Thì mình thấy góc vuông bên đây, góc vuông đỉnh H cạnh HA, HB và góc vuông đỉnh H cạnh HA, HC, như mình thấy là có hai góc vuông. Ở đây mình sẽ để số 2. Tiếp theo sẽ là góc tù. Thì mình thấy góc tù đỉnh E ở đây cạnh AB, AC. Mình thấy là có một góc tù. Đúng không? Như là mình thấy hình B sẽ có bốn góc nhọn, hai góc vuông và một góc tù nha. Giờ như là mình xong câu số 2 nha. Câu số 2 kem hiệu bài, cái xong hết video thầy bé kem hiệu bài. Mình sẽ đến câu số 3. Câu số 3, trò chơi giải cứu khủng long cách chơi. Như để chơi trò này mình sẽ cần một viên xúc xắc nha. Cách chơi, chơi heo cặp đôi hoặc là heo hai đội cũng được. Người chơi sẽ xuất phát từ một ô có hình chứng khủng long. Người chơi sẽ xuất phát từ một ô có hình chứng khủng long. Khi đến lượt thì người chơi sẽ gieo xúc xắc. Nếu nhận được mặt có số chấm là số lẻ thì mình sẽ tiến một bước ô. Nếu nhận được một mặt có số chấm là số chẵn thì mình sẽ tiến được hai ô. Dừng lại ô đó, người chơi sẽ đọc giờ và xác định góc được tạo bởi kim giờ và kim phút của đồng hồ. Ở ô đó là góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt. Nếu nêu đúng thì sẽ được ở lại, nếu nêu sai thì quay về ô xuất phát trước đó. Trò chơi sẽ kết thúc khi có một người chơi đến một ô, một trong hai ô màu xanh. Như vậy để chơi được trò chơi này mình sẽ cần một viên xúc xắc và hai người chơi hoặc là hai đội cũng được. Người chơi sẽ xuất phát từ một ô có hình chữ ngọc lòng. Khi đến lượt thì người chơi sẽ giao xúc xắc. Nếu nhận được ô có số chấm là số lẻ có nghĩa là 1, 3, 5. Còn số chẵn sẽ là 2, 4, 6. Đúng không? Nếu nhận được mặt có số chấm là số chẵn thì mình sẽ tiến được hai ô. Dừng lại ô nào đó thì mình sẽ đọc giờ và xác định góc tạo bởi kim giờ, kim phút của ô đó, của đồng hồ ở ô đó. Là góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt. Nếu nêu đúng thì được ở lại, nếu nêu sai thì quay về ô xuất phát trước đó. Trò chơi kết thúc khi có một trong hai người đến, một trong hai ô màu xanh. Bây giờ mình quan sát hình. Như giờ ở đây mình thấy là có hai vị trí xuất phát. Vị trí xuất phát ở phía dưới này là một chứng khủng long màu vàng. Vị trí xuất phát ở đây là chứng khủng long màu xanh. Ví dụ mình gieo xúc xắc được là số 3 thì là số lẻ thì mình sẽ tiến được một ô. Thì mình sẽ đến đâu đồng hồ này mình sẽ đọc giờ chính là 11 giờ 30 phút. Và mình sẽ nói là đây là góc đồng hồ này sẽ tạo bởi kim giờ kim phút là góc nhọn, góc tù hay góc vuông, góc bẹt. Thì mình thấy là góc này sẽ lớn hơn góc vuông nên đây chính là góc góc tù. Đúng này. Như đồng hồ chỉ này chính là góc góc tù. Tiếp theo đồng hồ tiếp theo mình thấy là kim giờ và kim phút cũng tạo thành góc tù. Đúng này. Góc tù có nghĩa lớn hơn góc vuông. Nếu mình nhìn vô là mình cũng đoán được. Nếu không mình có thể sử dụng hướng Ake mình kê vô. Thì mình thấy là cái góc này chắc chắn phải lớn hơn góc vuông rồi. Nên đây là góc tù. Đúng này. Đây cũng là một góc tù nữa. Đồng hồ tiếp theo thì mình thấy là kim giờ kim phút tạo thành một góc cũng lớn hơn góc vuông nên đây cũng chỉ là đây là góc tù luôn. Mình quan sát đồng hồ này thì cái góc này mình thấy nó sẽ nhỏ hơn góc vuông, đúng không? Đây mình hơi kê hướng Ek vô. Giờ mình thấy là cái góc này nó sẽ nhỏ hơn góc vuông, đúng không? Và các em để ý là nếu mà kim giờ kim phút cách nhau ba số thì sẽ tạo thành góc vuông. Ví dụ số 8 với số 11 sẽ là góc vuông nha. Còn kim giờ và kim phút cách nhau 2 giờ là sẽ là góc nhọn. Còn nếu mà kim giờ kim phút cách nhau hơn 3 giờ
hơn ba số á, thì sẽ là góc tục, đúng này. Như ở đây chính là góc nhọn. Giờ từ số 1 tới số 3 cách nhau hai số nó sẽ là góc nhọn. Đồng hồ này là góc nhọn. Đúng này. Giờ đồng hồ này kim giờ kênh phút cách nhau một một số nên sẽ là góc góc nhọn. Đúng này. Giờ quan sát đồng hồ này. Đồng hồ này mình thấy là kim giờ kênh phút cách nhau chỉ có một số nên cũng là góc nhọn luôn. Đồng hồ này mình thấy là kim giờ kênh kim phút cách nhau đến 5 số. Cách nhau lớn hơn 3 số sẽ là góc tục. Như ở đây sẽ là góc tục. Giờ đồng hồ này kim giờ kênh phút cách nhau 4 số nên sẽ là góc tục luôn. Đồng hồ này kim giờ kim phút cách nhau hơn 3 số sẽ là góc góc tục. Đúng này. Giờ đồng hồ này kim giờ kênh phút cách nhau hơn 3 số. Cách nhau 6 số là góc bẹt nha. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 6 chính là góc tục. Đây là góc tục. Kim giờ kênh phút cách nhau hơn 3. Có nghĩa là góc tục. Lớn hơn 3, nhỏ hơn 6. Đây góc nhỏ. Đây là góc nhỏ. Vì kim giờ kênh phút cách nhau 2 số. Giờ tiếp theo quan sát đồng hồ này. Thì mình thấy kim giờ kim phút cách nhau khá xa, hơn 3 số nhưng mà nhỏ hơn 6. Nên đây là góc tù được. Đây là 9 giờ 20 phút, đúng này. Giờ đồng hồ này là 6 giờ 40 phút. Kim giờ kim phút khá gần. Nên đây là góc nhỏ. Giờ mình quan sát đồng hồ này. Kim giờ kim phút từ số 3 tới số 7 là hơn 4 số nè. Nên đây là góc góc tục, đúng này. Giờ hai kim này khá gần sẽ tạo thành góc nhọn. Giờ tiếp theo đây là 2 giờ 20 phút. Hai kim khá gần nên đây là góc nhọn luôn. Giờ quan sát đồng hồ này, kim giờ và kim phút cách nhau 3 số chính là góc vuông. Giờ đồng hồ này cũng vậy, kim giờ kim phút cách nhau 3 số, đây cũng là góc vuông. Giờ đồng hồ này kim giờ kim phút cách nhau 6 số, từ số 6 tới số 12 là 6 số. Đây là góc bẹt. Đúng này. Giờ như vậy là các em sẽ chờ giống như phần hướng dẫn nhé. Như vậy là bạn nào sẽ đến cái đồng hồ ô màu xanh này trước thì bạn đó sẽ chiến thắng. Một bạn xuất phát từ ô này và một bạn sẽ xuất phát từ cái ô này, đúng này, đi theo hướng này. Bạn một bạn đi theo hướng này và một bạn sẽ đi theo hướng phía dưới này, đúng này. Bạn nào sẽ đến ô đồng hồ có ô màu xanh này trước thì người đó sẽ chiến thắng, đúng này. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy giảng dự thì bạn khuyết chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sau đó đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.